vị ngon chứ từng ngón tay. Chào cả nhà, hôm nay Trinh Thủ em bé đang ngủ, mình xin chia sẻ bí quyết hướng dẫn làm sao cách để trị mèo không cắn người. Đây là một điển hình cho sự bố láo, láo kép và chuyên môn cắn người. Mặc dù nó cắn nhẹ thôi nhưng mà mình phải trị nó. Bởi vì khi ở ra quán thì bạn ấy có thói quen là lúc mà bị ngợm ấy. A few moments later. Chị Su, dạo này con rất là hay cắn nhẹ nhá. Biết chưa, không được cắn nhẹ đâu. Này, nhìn này. Mấy chị tay nhẹ một dơ hả? Mày rửa tay rồi. Này, Chị Su, nhìn này. Liếm tay mẹ này. Nhìn mẹ học tập nhá. Chị Su. Su. Này, liếm tay mẹ đi. Liếm tay mẹ. Không phải cắn. Không, chưa cắn. Liếm các bạn. Liếm như này này. Chị Su, liếm nhìn này. Đấy, liếm đi. Liếm mà, tay sạch rồi, tay sạch rồi. Liếm đi. Liếm tay mẹ đi, liếm mà. Liếm tay mẹ đi. Ôi, phải con. Liếm tay mẹ nhẹ nhàng. Chị Du với bà mẹ con mình nói chuyện với nhau giống như hai người đàn bà thử xem nhé. Nếu như con đồng ý thì quay ra đây nói chuyện với mẹ nào. Quay ra đây. Mình nhớ mà quay các bạn ạ. Cho cái trò này để dạy nó liếm tay. Nó cắn nát tay mình rồi. Đấy, liếm tay đi. Đây. Đi ra kia là con cũng phải liếm tay mọi người chứ không có được. Không có được cắn vào đâu nhá. Này. Bàn tay thơm ngon. Ngon chưa? Vị ngon chứ từng ngón tay. Nhấn nữa đi. Thế đã thấy tay người ngon chưa? Tiếm thêm tí nữa nào. Thế liếm chỗ này nào. Liếm tay đi rồi mẹ cho ăn tiếp. Liếm tay vào đây. Chị Su nhìn này. Đấy. Đúng rồi. Liếm vào đây. Đấy. Đây. Thật ra thì mình nhận nuôi Chin Su khi mà Chin Su lúc đấy đã được 5-6 tháng rồi. Chủ của Chin Su gửi nó ở quán mình và nhờ bán hộ. Nhưng mà bán ế quá, thế nên cuối cùng mình nuôi nó luôn. Rồi nó ở quán ấy thì được mọi người rất là cưng chiều. Chẳng có ai mắng, chẳng có ai đánh nó bao giờ cả. Nên càng ngày nó càng nhờn. Các cụ có câu là dạy vợ từ thỏ còn thơ, dạy mèo từ thỏ bơ vơ mới về. Thế nên khi muốn dạy mèo thì phải dạy nó từ lúc nhỏ. Mọi người có một cái thói quen là khi mèo từ nhỏ thì nó hay giỡn với mình và nó hay cắn vào tay mình. Và mọi người rất là nuông chiều cho nó cắn vào tay. Khi mèo mà được cắn vào tay chủ nhân thì nó sẽ chỉ coi chủ nhân là bạn thôi. Và sau này nó sẽ rất là nhờn. Vì vậy mà muốn mèo không cắn thì ngay từ bé hoặc khi từ lúc mới về nhà chủ thì tuyệt đối không được phép cho mèo cắn tay hay cắn chân. Mình chỉ cần mắng nó thôi là nó sẽ nghe. Và sau này nó sẽ không cắn mình nữa. Đến tầm lớn như thế này thì dạy rất là khó và cần phải kiên trì. Liếm đi, liếm tay mẹ đi. Đúng rồi. Không được cắn mẹ nữa nhá. Không được cắn khách đâu, không được cắn tay người đâu, biết chưa. Dạy cho quen đi.